Celine Dion hoãn lại sự nghiệp ca hát vì lý do sức khỏe và gia đình, tin từ Las Vegas. Nữ danh ca Celine Dion đã thông báo với người hâm mộ là cô phải hoãn lại sự nghiệp vô thời hạn, hủy bỏ chương trình biểu diễn ở Las Vegas và một chuyến lưu diễn dự kiến đến vùng Á Châu để tập trung trên sức khỏe của cả hai, cô cùng với chồng là Rene Angelier. Celine Dion nói là cô muốn dành hết sức mạnh và nghị lực cho sự phục hồi của chồng và để làm việc này, điều quan trọng là phải có thời gian cho ông cùng với con cái của họ. Chồng của Celine Dion đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật vào tháng 12 để di dời một bướu ung thư và Celine Dion thì tranh đấu với bệnh viêm dây thanh quản. Cô không trình diễn được theo lịch trình của Las Vegas kể từ ngày 29 tháng 7 và những hủy bỏ này ảnh hưởng đến những chương trình văn nghệ qua tới tháng 3 năm 2015. Caesar's Palace rất thất vọng khi ngôi sao nổi tiếng với giọng hát làm mê đắm lòng người sẽ phải tạm ngưng biểu diễn. Các khán giả đã mua vé sẽ được hoàn tiền. Vào năm 2003, Caesar's Palace đã chi ra 95 triệu Mỹ kim để xây một sân khấu đặc biệt dành cho Celine Dion. Celine Dion biểu diễn liên tục ở đây từ năm 2003 tới năm 2007 và theo kế hoạch thì cô sẽ hát ở Caesar's Palace từ nay cho tới năm 2015. Ca sĩ gốc người Canada cho biết rất khó khăn khi phải cố gắng chiến đấu với bệnh tật, sắp xếp lịch trình biểu diễn và nuôi dưỡng cho ba đứa con nhỏ.